cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Sẵn đây mình mở luôn cái thứ hai, đó là một cái tai nghe Bluetooth các bạn. Chơi như gia đình nhé, một clip thôi, khỏi cần hai clip. Đây, cái tai nghe Bluetooth này mình đặt ở shop nước ngoài nha các bạn. Chưa gỡ gì hết nè. Nè, về Việt Nam à, shop Việt Nam à. Với màn hình hiển thị pin mid chống nước. Chống nước nha các bạn. Wow. Đẹp chưa? Cái tai nghe này nó có hộp luôn nha các bạn. Dây sạc. Tai xi. Đẹp quá. Quá lẹ luôn. Oh yeah. Chỗ này gì ta? À. Cái này là cái nút cái tai hả ta? Ủa, cái này là cái gì trời? Rất là sang trọng nha. À các bạn, ở đây nó là một cái đốc sạc hộp luôn nè các bạn. Nó sạc pin cho cái tay này luôn. Đây. Đây chúng ta đeo qua bên tay trái như thế này. Xoay qua xoay lại như vậy. Muốn sạc riêng nó thì sạc, còn không bỏ vô đốc thì bỏ. Hết pin này. Thì coi mình nếu mình xoay qua bên cái tay bên phải coi. À, đây là xoay bên cái tay bên phải này các bạn. Đó, à, lên nguồn đây. Rồi, đó. Đây các bạn. IIK520. Đó. Các bạn. Mình có thể sạc ở ngoài hoặc có thể là bỏ vô trong đốc đó các bạn. À, mình thấy cũng ổn đó các bạn. Đó. Mình cứ xếp lại như thế này. Mình bấm tắt đi. Giờ mình bỏ đây sạc thôi. À, nó báo 97% đây nè các bạn. Mình lột này ra.
Đó, 96%, 95% rồi. Rồi, mình mở hộp vậy thôi, các bạn tham khảo nha. Ok, thích đó thì mình sẽ để đường link ở dưới cho các bạn, nào thích cái kiểu dáng này thì mua nha các bạn. À, trải nghiệm âm thanh cũng tạm được. Rồi, ok, chào các bạn nha.